thưa quý vị nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh quỹ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Mục đích nhằm đưa việc đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng bằng những hành động thiết thực tạo nên hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào đảng, nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ và pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát xử lý chi phạm hỗ trợ người tiêu dùng và đẩy mạnh xã hội hóa nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng